đây. Ba mày ăn uống mà. Cho mày đói luôn. Nó mà tao không nấu cho nó ăn với chị mày. Nấu cho nó ăn uống. Nó không làm gì hết, nó ăn nó đi uống rượu hoài. Tại sao tao phải nấu cho nó ăn? Ê, đứa con mắm kìa. Mày nấu ai không làm nữa mày. Mày ăn mà đi uống rượu hoài à. Trời ơi là trời, nhà cửa mày không có lo. Tại sao mày biết tao không lo nhà cửa? Sáng sớm mày phải cho tao đi xúc miệng chứ. Tao không lo nhà cửa, tới ngày hôm nay mày có 8 đứa mày nuôi chơi hả? Mày trả lời đi. Vậy tao hỏi mày chứ, 8 đứa con mày biết nó tên gì không? Trời ơi, mày hỏi một câu quá sức là dư thừa. Tao là chồng, tao là cha. Mà tên tao tao còn chưa biết, biết tên con tao làm sao biết nổi hả? Mà mày đẻ ra là mày phải lo chứ. Mày cũng có phần nữa, tao phải tao có phần đâu. Có phần cái gì, mỗi lần tao đi nhậu về xỉn xỉn là có chuyện liền à. Mày nói cái gì? Tao nói vậy đó, tao nói thiệt mày á, tao nhiều khi tao buồn quá tao mới uống rượu thôi. Bây giờ mày đi đi nha, mày đi đi, cái nhà này nè chút xíu nữa mày về hả, nó không cháy rồi làm con mày á. Mày hù tao hả, mày thấy tao ốm mày hù tao hả? Xin lỗi mày á, thằng này nè, tre làm sao là chân tao vậy á. Cỡ này mà tao sợ mày á. Nói thiệt mày á, mày dám chấp mày đốt nhà luôn. Tao chấp mày đốt nhà luôn. Tao đi nè. Mày nói thiệt là tao đi cho mày coi, tao đi. Mày đi đi. Tao đi nhậu xong hả, tao giờ tao quậy cho banh cái nhà này trước mày luôn á. Nói cho mày nghe. Tao nói cái thứ uống rượu không có bị lú rồi. Trời ơi, mày đi đi. Tức quá mà. Tao về không ra mở cửa cho tao á. Trời ơi.
sai cơ mà nửa tỉnh té nhào nhào xuống sông là nhào xuống sông. Hai tay bưng bưng chén chén rượu nồng là rượu nồng. Nửa sai cơ mà nửa tỉnh xuống sông kêu đò 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 ơi đò đò ơi đò đò ơi. Thằng tôi vô vô phước có con vợ nghèo là vợ nghèo, bữa rau mà bữa cháo biết ngày nào kiếm ăn nó nghèo quá tay. Sai cho quên hết cái sự đời là vợ nghèo, bỏ em thì không nỡ sánh duyên thêm buồn. Mình ơi mình ơi mình ơi. Biến khó mà tìm kiếm một cặp xứng đôi kể chuyện nghe chơi. Ông trọng mắt dịch trưa trời trưa trật còn nướng trong mùng để vợ kêu la nắm mùi bãi hiệp ngó ra cái mặt hết muốn mà mần ăn gút chưa kịp mang quẩn chưa kịp bận nhưng người bãi trận lướt lại rác cơm vợ chưa kịp đơm thò tay vô hút. Ngu gì hỏng hốt nó đói bụng làm sao. Đụng con vợ cọc sáng đũa lên đầu nghĩ lại hồi lâu muốn kêu hàng xóm nhưng bà con đến thì lại thêm mắc công kể chuyện lòng giọng pha trà rót rượu chỉ bằng chịu trận mà phe chân ta. Con vợ nghĩ hoài tội gì thua thiệt ông chồng mắc dịch thì trúng con vợ cũng mắc phong ăn rồi bồng con lê la hàng xóm son nồi đũa chén rồi bỏ giải sao hè heo chuối vịt gà nó ỉ đầy nhà cửa một đống trước ngõ mấy bãi trên giường cái mặt chằm dầm giả đò đau bụng ăn ba tô bún mấy chén kè thưng một mâm bánh ít trần nó ôm con nó ngủ tuốt đứa con nó khóc thì đâu có muốn ầu ơ sợ mở miệng ra thì mắt công nó chóp chép à. Nghe vẻ nghe về thứ thiệt khó mà tìm được một cặp vợ chồng làm biến nhất thế giới ông chồng đổ lỗi. Tại số tại phần lấy vợ tuổi dần mần ăn nó trật ruột ai nghe tới cọp cũng phải tránh xa con vợ không biết lo tối ngày dạo phố để chuột làm ổ ở trên đầu nằm mùng mền quanh năm nó nhùi cho một đống màn nhện bồ hóng thì như cửa treo rèm con cái lèm nhèm thì nhốn nha nhốn nháo miệng thì láo táo chuyện xóm chuyện phường mọi việc tỏ tường chỉ việc nhà là bê bết quần áo thì đâu có giặt nó treo ở ngoài sân chờ trời mưa dầm trôi đi bụi bặm lấy còn có cái tật cưỡi nhưỡi cằn nhằn là mắt thằng chồng mà làm biến à. Thôi đừng lớn tiếng phần phải về mình cái áo cay quận chúa ở ngâm dâm đời tôi lận đận cũng bởi tại ông sai như hũ chìm lôi thôi lớn thớt lóc nhà dột nát cửa xuất bản lệ mượn quán cà phê ngồi mà chung nợ con đạo mặc kệ vợ bệnh bỏ liền từ sáng tới chiều thả trôi thả nổi đầu môi chót lưỡi mắt nở tư dằn đàn ông dại lưng là đàn ông lười biếng. Thật là khó kiếm một cặp xứng đôi nghe vẻ nghe về làm biến
được. Nín. Ui, ngủ quá. Khóc hoài à. Khóc đâu khóc hoài. Ta mới khóc nói ta khóc hoài à. Nín. Đau quá. Em làm gì vậy? Ngó hầm. Là gì? Ngó thầm nữa. Ôi, thầm mà tao giống nước cục quá. Thôi, khóc bình thường đi. Ôi, em khóc cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi mà. Lỡ? Lỡ? Hãy nói ra. Làm xong chuyện rồi anh mới nói lỡ. Anh có nghĩ cho em không? Anh là con trai, em là con gái. Thiệt tội á, là em nè. Anh trời. Trời ơi. Anh trời cũng đâu có muốn như vậy đâu. Em không biết. Anh làm sao anh làm á. Anh mà không có cưới em làm vợ thì em sẽ. Sẽ làm gì? Lấy thằng khác. Cái gì? Lộn. Thì em sẽ tự dẫn em chết cho vừa lòng anh đi anh trời. Em không có chết được đâu. Không thể chết được. Sao vậy? Bởi vì khi em chết, ai sẽ là người xây nấm mộ? Cổ quan tài ai lặng lẽ đẩy vào lò thiêu? Tao đẩy. Khi nó chết, tao sẽ là người xây nấm mộ. Cổ quan tài tao để xếp mày kế bên. Trời, chết đâu chết phức cho rồi. Mày còn ngồi đó chết mẹ mày với tao nghe mày. Còn lông đau sắc chú heo. Chết rồi. Cái thằng kia, mày đừng có ý là mày công tử nhà giàu rồi mày qua đây mày dụ dỗ cái nhà nghèo nha mày. Bữa nay hả, tao không chém mày, tao không phải là con tam mổ quà. Mày con có làm gì đâu bắt đầu chém con. Mày còn chối nữa hả? Từ hồi nãy giờ tao đứng bên trong tao nghe hết rồi. Tụi bay hôm nay quá lắm mà. Thôi, nói vậy hồi nãy giờ bác đứng ở trong bác rình nghe chuyện tụi con á hả? Tao vậy mà đi rình mày hả? Hả? Nhà này là nhà của tao, tao muốn đứng đâu tao đứng, tao muốn làm gì tao làm. Có cần xin phép mày không? Hả? Nhưng mà bác làm vậy là bất lịch sự. Đúng rồi má. Tổ cha mày chứ mày kêu tao bất lịch sự. Hôm nay tao bất lịch sự cho mày coi. Trời ơi. Mày tao chết. Trời ơi, má làm gì mà má dữ vậy má? Con quay. Hôm nay hả? Mày lại nghe lời trai mà mày xô má mày phải không con bông? Dạ. Ôi, sao mày ngu quá dạ vậy? Hả? Tao tưởng đâu á, có mình tao ngu thôi. Bây giờ sao mày cũng ngu theo tao vậy hả bông? Ủa? Mà má cũng ngu nữa hả má? Ngu sao ngu? Ủa? Gì kỳ vậy? Gì? Hồi xưa tao nghe lời ngôn tiếng ngọt, tao mới nhắm mắt tao đưa chân. Mà má đưa chân cho ai vậy má? Thì con trai già của mày cho ai? Nói đó. Ước gì tôi lấy được nàng, xây hồ ban nguyệt cho nàng rửa chân. Hồ ban nguyệt đâu thấy? Thấy nó xây cho tao nguyên cái chuồng heo. Trời ơi, làm tao nuôi heo mệt nghỉ luôn vậy đó. Đâu được vài năm, nó đi nhậu về, nó rớt đùng xuống cái ao cá cha. Cái rồi bị cá cha nó cắn đứt. Cắn đứt? Cắn đứt gì má? Trời ơi, thì miễn sao á là mày biết. Nó đứt, nó chết được rồi. Hỏi nhiều quá vậy. Nguy hiểm quá hả? Bởi vậy đó, tao mới sống trong cảnh mẹ quá con côi, nuôi mày mấy chục năm nay. Nhưng mà bây giờ mày lại. Trời ơi, má hiểu lầm rồi má ơi. Tự dĩ anh trụi ba ảnh bắt ảnh lấy vợ vào, cho nên con buồn con mới khóc chứ bộ. Chứ đâu phải là tự anh trụi anh phụ con đâu. Thiệt không chị? Dạ đúng vậy đó bác. Trời ơi, bác hiểu lầm rồi, con nói bác nghe. Trời ơi, bác không biết con đó giờ thương em bông thiệt tình mà. Đâu có gian dối gì đâu. Tại ba con bắt con lấy vợ cho nên con buồn, con qua bàn chuyện với em bông làm sao mà đỡ hai đứa vẫn còn được yêu nhau. Dạ. Trời chưa hết bác hiểu lầm bác rửa con chạy một vòng nó về mệt quá trời quá đất. Tụi bay đó cũng làm tao muốn hú hồn vậy đó nè. Bây giờ con nói bác nghe, bây giờ bác để tao bỏ cao xuống
Dạ. Làm nãy con giờ bác nghe nè, bây giờ bác là người lớn có kinh nghiệm, bác có cách nào bác giúp tụi con để cho tụi con được ở với nhau không? Dạ giúp con đi má. Thôi được rồi, tụi bay để đó, từ từ tao suy nghĩ coi nha. Dạ, dạ tao tao suy nghĩ chút. Đợi dạ. Chút đợi chút. Có kính kha hành thách Tần Thủy Hoàng. Là sao? Là gì má? Trời ơi, lịch sử gì mà tụi bay không biết hả? Trời, không biết mà hỏi bác chứ. Tần Thủy Hoàng á thiếu tiền kinh kha, bởi vậy kinh kha mới qua đồi nợ chém chết Tần Thủy Hoàng. Cái chuyện đâu có liên quan gì chuyện con với em Bông đâu. Đúng rồi má. Trời đất ơi, sao mà không liên quan. Ủa? Thời xưa có kinh kha hành thích Tần Thủy Hoàng, thời nay vì tình yêu có hai đứa bay, con Tam Mỏ Quả này chém chết cha thằng Hội Đồng. Hội Đồng cha tôi không được. Trời ơi, chứ cái khác đi. Trời đất ơi, vậy chứ Minh Tình Minh Hiếu mày chọn bên nào mày nói đi. Minh Tình Minh Hiếu ơi. Như bác chọn bên nào? Tao chọn bên tù. Trời ơi, không có được đâu má ơi. Người với bộ má tưởng heo rồi, cái má hở kêu má thọt, má đập, má chém. Được đâu. Ui, chứ giờ làm sao? Kiếm cách khác đi. Kiếm cách khác hả? Kém chết ổng đâu ai cho tiền, con lấy em bỏng đâu. Vậy thì kiếm cách khác. Vậy chờ chút nữa. Chờ nữa. Anh ơi. Sao? Anh nghĩ má em có nghĩ kế được gì không anh? Chắc được á. Kế gì cũng được chân á. Miễn là đừng có chém chết cha, được rồi. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà đi như con rùa đau bại vậy hả? Bà ơi, ba làm gì bữa nay mà đi lẹ quá, con chạy thêm muốn hụt hơi vậy đó. Không lẹ sao được. Hôm nay là ngày chung thân đại sự của mày. Trời đất ơi, dễ gì kiếm được cái mối này sao mày? Khó lắm. Người ta nói rằng cưới vợ phải cưới liền tay. Dạ. Mày để lâu ngày nó bị hôi ê. Trời đất ơi, tao nói mày nghe. Bởi vì cái... gì bà? Chết rồi. Gì chết bà? Trời ơi, mày có dẫn tao đi lộn nhà không trời? Không, nhà này cũng tới hoài mà. Không, giờ có... đâu phải, không lẽ nghèo quá vậy nè. Nghèo sơ, nghèo sát mà trời đất ơi, mày dẫn tao tới đây làm chi? Sao biết tao nghèo? Nó bay cái mùi ra. Ủa, nghèo mà cũng có mùi nữa hả? Chứ sao? Cái mùi nghèo là sao bà? Nó khác. Khác? Nghe nó khen khét vậy đó. Còn giàu? Thồn lắm này, mày bất hiếu quá. Lâu mày không hửi tao. Lâu nhớ hửi nha. Mày hửi cho tao phải thồn không? Giàu đó phải không? À, giàu á, hửi cái người giàu á. Thôi, gì? Gì bị ra trời? Sao nó chua lè vậy? Chua lè là tại nó chưa tắm đó. Trời ơi, sao không? Tao đi tắm rồi xịt dầu thơm vô, cái nó thơm kinh khủng lắm. Hèn gì? đó còn nghe nha. Dạ. Giờ không có ai ha. Dạ. Bây giờ ý ba muốn chuyện này mày bước qua đây. Dạ. À, bước qua đây. Dạ. Giờ tao đứng đó, mày nhìn tao coi. Dạ. Mình nhìn cái tướng ở Hội Đồng mày coi có gì lạ không? Ừ. Không phải dưới này. Nhìn toàn bộ, nhìn dưới không? À. Tại con quen nhìn dưới lên trên. À, sao tao nhỏ cũng ham nhìn dưới mà giờ mày nhìn đến đi. Ừ. Gì? Con thấy cũng đâu có khác cái gì đâu. Cũng bình thường giống mỗi ngày. Không, vậy mà chưa biết phân tách. Tao biểu mày nhìn coi cái cách ăn mặc của tao như vậy, bên đàn gái người ta có chê tao là hủ lậu nhà quê không? Không, ba bẩn cái này là quá là thời trang rồi. Cái mod này á, tiếng Tà nó kêu bằng gì? Kiểm cô huyều đọa. Kiểm cô huyều đọa. Ờ. Là tiếng gì vậy con? Rồi tiếng Tàu. Nó nói sao? Dịch sang tiếng Việt mình đó là cổ kim hòa điệu. Tức là đông tây kết hợp đó. Trời ơi, hay quá. Đẹp. Con biết tiếng Tàu không? Dạ. Cái này nè, ba đây là cái tiếng này nào mới giữ là tên cò dò dướng. Cò dò duyên hả? Không phải, tên cò dò dướng. Là cái gì? Là tân cổ giao duyên. Tân cổ giao duyên. Tiếng của ai biết con biết không? Của ai? Isaac. Nhưng mà con nói ba nghe nè. Ờ, gì? Một lát nữa đó, à. Ba vô ba gặp người ta thì ba nhớ là ba đừng có nhắc. Rồi, đừng nhắc nữa.
Trời đất ơi, mày khi dễ tao ha, trụi. Con đâu có khi dễ ba, con sợ ba quên. Quên cho được tao, trời con thông minh quá mà quên cho được. Có phải ý mày muốn nói là khi vô gặp ba bên đằng cái má vợ mày hay là ai đó? Dạ. Tao phải nói ăn nói nhỏ nhẹ, dạ, từ tốn. Dạ. Năn nỉ người, dạ, ta để cho người ta gả gái cho tao. Hả? Gả đâu cho mày. Trời ơi, tao má lộn gì kỳ vậy ba? Tao lầm chút mà mặt mày xanh của mày ghen hả mày? Ghen sống ghen. Trời mày ghen lắm. Vợ con rồi. Tao nói mày nghe, trong lúc đó mày cưới được vợ đẹp, dạ, vợ xinh, dạ, còn tao, tao lấy được bà xui. Hả? Ờ, vậy không phải lấy, cái tiếng lấy này có nghĩa là ba làm xui đó. Lấy làm hân hạnh được làm xui với bà xui. Dạ, dạ, dạ. Ba lộn khôn quá. Bởi vậy, bây giờ ba nói con nghe nha. Dạ. Cây... Gì đây? Tao mỗi lần xây vô tao bực mình. Sao bực mình ba? Tao lo quá. Cái nhà này nó xin lỗi mày, nói ra tao nói mình làm phách nha. Ba làm phách đó giờ mà. À, ba khiêm nhường nói giờ. Cái chuyện khác là phách, dạ, là chuyện khác. Dạ, dạ, dạ. Chứ mình vừa mình nói ra cho ta nghe mình phải cẩn thận. Dạ, dạ. Cái nhà này mới đem so sánh cái nhà mình nó thua cái chuồng gà của ba nữa. Không, ba đừng có lầm ba ơi. Lầm sao? Mới đầu con cũng tưởng lầm giống vậy. À, sau này gặp mặt người ta rồi đó. Sao? Con mới biết là con té nữa. Là sao? Lầm. Lầm là sao? Nó ngoài nghèo vậy đó hả? Ừ. Vô trong giàu lắm. Mày, mày nói thiệt hả? Con nói thiệt chứ. Vậy có nghĩa là ân nhân chưa lộ tướng. Dạ, gì ân nhân? Chân nhân, trời ơi. Chân nhân? Nhân chưa lộ tướng. tao nói lộn rồi mày, mày tính sửa tao phải không? Dạ, có, đâu dám sửa ba. Nghĩa là có nghĩa ta giàu nhưng mà ta khiêm nhường. Dạ, đúng. Nó ta, giống ta, vậy đó. Ta nghe nói gián tác là ta ẩn, cũng như rồng ẩn vậy đó. Không có hiện. Vui quá. Rồi bây giờ trước khi gặp ta đó, ba, dạ, có ý kiến này. Ý kiến gì ba? Con bước vô trong nhà. Dạ, bước vô. Con gặp bên đàn gái, bất cứ gặp ai. Dạ, dạ, dạ. Con xin phép người ta nói bây giờ muốn cha muốn vô gặp. Dạ. Cha con tôi muốn vô gặp. Dạ. Tức là ba như con đó. Dạ. Để gặp gì? Thang. Hay là trống đi ra này tiếp mình để người ta bắt lỗi. Ba, gì con? Bây giờ mình đứng đây nha. À, đi con đi vô. Trời, mình đi đâu vậy bà nha? Nói lễ phép nha con. Dạ, dạ, dạ. Đi tí đi. Ba. Dạ, đây là trời ơi, đẹp quá trời quá đất. Dạ, hân hạnh chào bà chị. Hả? Gì? Thôi. Nghe tiếng từ lâu nay tôi mới gặp chị đó. Chị nó đẹp đó. Chị nó lộn rồi ba. Cái gì? Lộn rồi. Gì? Đây là bông. Dạ, con muốn cưới làm vợ chứ đâu phải là ba sao lộn hoài. Lộn nữa. Trời ơi, sao bữa nay sao tôi lộn hoài. Nó vậy dâu đấy không? Dạ. Vậy chào dâu. Dạ, dạ chắc bào. Trời, sao nó bào tao? Gì con chắc bào cái gì? Gì vậy chắc bào con? Dạ, dạ, dạ chào bác. Đó. Nói lại. Giống ba mà. Giống quá, tao đâu nói vậy. Trời đất ơi. Nói vậy đi. Đâu mày đợi trong đứng chàng ràng mấy dạ. Dạ. Đúng không bên kia? Đâu dâu bước lại cho chồng. Ủa cho cha. Chồng cha ngó ngắm gái coi. Nè, đừng. Đứng đó thôi, đừng. Trời ơi, lắc vậy mà. Hết nói nổi. Dạ. Trời, cả nước mai ra có mẫu. Dạ. Trời ơi. Đẹp, ô là đẹp. Mày bước qua tao nói nhỏ. Ba nói vậy có quá đáng không? Dạ không. Sao vậy? Không có quá đáng đâu. Vậy hả? Mà quá lố. Hả? Nhớ thì lúc trước ba chê dữ lắm mà sao bây giờ ba nói ngược lại hết trơn trội vậy? Trời ơi, thằng này thiệt sao nó chậm tiêu quá. Trước khác sau khác. Hồi xưa nó nghèo, bây giờ nó giàu. Xong có khúc người có lúc. Trời, ăn theo thở, ở theo thì. Nghe. Dạ, con hiểu. Vậy dạ. Trời ơi, ủa. Dạ. Sao nãy giờ nói chuyện sao không thấy nhân vật chính xuất hiện con? À, dạ má của con. Gì má con? Dạ dì của con. Dạ dì của con đang cho heo ăn trỏng á. Trời, tôi chết mẹ, sợ lầm lộn nữa rồi. Dạ không phải. Có lộn phải không? Dạ, con lộn. Dì của con á đang là
làm thịt heo và mời bác. Dạ. Giết heo để mời bác ăn. Dạ. Ăn sống heo vậy? Không, có nói không? Làm heo chứ không phải là nuôi heo. À vậy. Nghe nói giết heo đại bác. Dạ, giết cho ăn sống heo chứ không có. Dạ, tôi có hồi hộp quá. Gì của con thiệt tử tế quá ha. Dạ. Bây giờ con dạ con mời bác vô nhà nghe bác. Ở đó. Dạ. Ở đó. Dạ. Dạ giờ vô nha. Dạ con mời bác. Thôi con đi trước rồi bác ba ô chồng ủa cha cất bước theo sau. Dạ. Dạ. Mời bác với anh Trụi ngồi chờ con chút. Dạ. Con vô trong con mời dì con ra. Dạ. Trời ơi. Trời bị đâu vậy biểu? Trời, lần đầu tiên tao bị hố mày. Hồi nãy đó tao nói với mày á. Dạ. Nhà sao nghèo quá. Bây giờ vô đây tao mới thấy giàu. Bây giờ bà tin chưa? Tin rồi. Con nói ở ngoài coi gì chứ vô trong này sang lắm. Ôi đồ mới tanh làm như đồ mới mướn á. Không, này mới mượn. Mua, mới mua. À. Nhưng mà chắc tuần tới cũng đem trả bây giờ. Trả lại đổ lại cái mới. Dạ dạ. Giàu đó vậy. Dạ. Ba ngồi cho ba ngồi đó con. Dạ dạ dạ. Dì ơi. Có khách này dì. Trụi ơi. Dạ, có trụi đây. Bà sang quá ha. Dạ. Giống Lệ Thủy quá. Dạ. Bà giống Văn Chung quá. Dạ. Em xin nghiêng mình chào ông anh. Trời ơi, có kìa, trời ơi, dịu dàng nghe không? Dạ, xin khom lưng chào bà chị. Dạ ơi. Ba trời ơi, sao vậy? Trời ơi, ba ơi. Trời ơi, ba ơi. Không sao. Bị tôi khom lưng thấp quá luôn. Chú nhủi. Dạ. Trời ơi đẹp quá ha. Đẹp ghê. Dạ chẳng ai có phải quý nương từ Hộp Trung Quốc về đây để thăm gia đình. Dạ. Dạ em tên là Madonna. Ở tên Mỹ hả con? Dạ tên Mỹ. Tên Mỹ. Dạ. Dạ. Chào McDonald's. Hả? Gì ba? Thì lên đó chào. Ra nồ là chỗ bán bánh mì Mỹ thôi. Bảy rồi ba lộn rồi. Trời ơi, tiếng Mỹ sao nó lèo lèo lưỡi quá. Chào Maradona. Hả? Trời ơi ba. Gì? Trời ơi, nó bậy nữa. Gì bậy? Nó tên cầu thủ đá banh mà. Chứ phải. Chứ sao? Nói sao? Maradona. Ờ, ba chữ thôi. Ờ, Maya. Ôi trời. Không không. Chào Maradona. Maradona. Dạ, dạ. Dạ vậy chứ anh đây là... Dạ, tôi tên là Trần OK. Anh đây mà cũng có tên Mỹ nữa ha. Sang ghê vậy ha. Ủa, tên ba cũng tên Mỹ nữa hả con? Dạ, giống OK Echo rồi đó. Ông nói dấu gì bà chị? Dạ. Ông nội của ông Trụi nè. Là tía của tôi. Dạ. Hồi còn sanh tiền á. Dạ. Ông thích chơi gà lắm. Gà. Một lần ông chơi mấy ngàn con vậy đó. Đúng vậy à. Mà ông lại thích gà đen. Ôi trời. Mà ông đặt tôi là Kê. Mà ông thích gà đen đặt tôi là Trần OK. Trần OK tức là gà đen đó. Dạ. Đúng rồi dạ. Đó gì. Tên ba con á là Trần OK là tiếng Mỹ. Còn tiếng Việt là có nghĩa là Trần gà ác. Gì có ác trong đó mày. Thì con thấy người ta gọi gà đen là gà ác. Cho nên ba phải đẻ con là Trần cây trụi. Đó, gà trụi. Này nó cây trụi. Dạ trụi, dạ. Trụi dạ, à. Dạ. Bây giờ xin bà chị cho ông nói gì lần đầu tiên gặp là sơ giao. Dạ. Bây giờ mình tính thân giao nè. Ông xin bà chị cho phép tôi rua bà chị cái nha. Dạ. Bà gì vậy? Sao bà quê quá vậy? Cái gì quê? Ở bên Mỹ á, ông gặp đàn bà không có bắt tay. Chứ bắt cái gì? Nắm cái gì? Nắm tay rồi. Thôi thôi. Mày tới nắm mày bằng ngưng tao hết hồn chứ. Nắm tay phải không? Nắm tay. Đúng. Vậy hả? Thôi để tao nè. Dạ. Xin lỡ bà chị tôi lỡ lời. Bây giờ tôi xin nói lại. Dạ. Xin bà chị có thể cho tôi hôn bà chị cái được không? Trời ơi. Gì mà cười? Gặp người ta mà đợi hôn đó rồi, kỳ quá. Bà chịu. Đồng bông ơi, ông hội đồng cũng đòi hôn gì kêu mắc cỡ quá mày ơi. Gì mắc cỡ hả? Vậy để con. Không.
Mày thấy không? Trời đất ơi, vô lấy nước mời khách cho mày. Nhiều chuyện quá, đi đi. Dạ. 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 Ai gì ơi gì? Cái gì nữa? Dì muốn lấy nước suối hay là nước lu? Ê, nước lu đi cho đỡ tốn mày ơi. Sang đi, ghê. Đẻ lên. Dạ. Đại bằng nước lu sang ghê. Mà... Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mới có một thằng đàn ông nó đòi hôn mình. Dạ, dạ ông anh cứ tự nhiên nha. Vậy á, dạ. Dạ. Trời. Đã quá. Cái gì vậy? Dạ. Vậy thôi hả? Dạ thôi, xong rồi. Xong rồi đó. Trời ông phê với chân trời. Ông phê. Trời, tôi không chịu đâu á. Sao vậy? Làm tôi mận hụt à. Anh Kê ơi. Có Kê đây. Anh Kê có biết không? Biết gì? Ở bên Mỹ đó, đàn ông mà gặp đàn bà thì cầm tay lên hôn. Còn đàn bà mà gặp đàn ông thì làm sao hôn? Làm sao vậy? Thì làm gì nè. Ê, bà có sao không bà? Trời ơi, sao xỉu hoài vậy tao? Ai xỉu? Cái này phê thiệt đó. Ê, nói vậy đàn bà bên Mỹ gặp đàn ông là vậy đó hả? Dạ, chuyện bình thường. Vậy mày sao không mau mua cho tao vé máy bay tao qua Mỹ tao ở mày. Xong chuyện này đi. Con mua vé cho ba đi Mỹ. Còn ba muốn thích nữa hả? Cho ba đi Thái Lan. Trời ơi, né. Bà né gì vậy ba? Trời ơi. Bà né gì chúng con rồi? Ba hỉ mũi đó hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Bên Mỹ tao ăn tao cơm, ăn gì tao còn tém. Tém miệng mà. Chứ tao không có để hở hàm răng. Mà bà này bà hỉ mũi sao bà rải tùm lum. À trời. Trời ơi. Dạ. Tao nhớ gặp bà này ở đâu, chợ vườn chuối ở đâu nè mày. Dạ, chắc ba lộn rồi. Không có phải chợ vườn chuối đâu. Vì đây là ở Hợp Trung Quốc về đàng hoàng mà. Ở Mỹ mà. Bà Bông. Trời ơi. Sao lấy nước lâu quá vậy mày? Tới liền đi ơi. Sao mà lâu quá vậy? Mời ông anh ngồi đi ông anh. Dạ được. Dạ ngồi. À được. Ủa nước nóng ha, nước nóng. À rồi trời đất ơi. Dạ mời bác dùng nước. Trời đất ơi. Dạ, mời anh trụ dục nước. Trời, sang quá, đãi bằng thao ha. Dư dạ. Dư dạ. À, dạ. Dư, uống bây giờ, chị Vưng uống vậy ha. Dạ, mời bác dục. Trời, mời, sang ghê. Dạ. Ngon quá ha bác. Trời ơi, con biết mà ngon lắm không bác. Trời ơi, con cẩn thận lắm nha. Con đem con vớt hết thăng băng ra rồi, không có còn con nào đâu. Trời ơi. Không sao bà? Còn con lăng quăng nè. Ôi, trời ơi, đây con. Trời ơi. Trời đấy. Mày. Ông anh ngồi. Được, để tôi nói chuyện. Để tôi nói chuyện con tôi. Sao con à? Sao cái vụ lăng quăng này để ba điều tra bà này cái ba biết hết trơn. Ba điều tra gì ba? Để ba hỏi ba biết ba thành thần nào rồi à. Con biết rằng ba là sản ở trong đầu mà ba hỏi chuyện dài câu ba biết ha. Đồ ba nhiều sản lắm. Sản nè, lắc cho con nghe nè. Nghe không? Đâu nghe gì đâu. Bị sản nó đặt hết làm sao mày nghe được. Dạ. Dạ. Xin phép bà chị dạ. Cho tôi hỏi thăm. Ông anh cứ hỏi. Dạ. Dạ. Tôi lắng nghe nghe nè. À. Chắc ở bên Hợp Trung Quốc đó. Dạ. Bà chị chắc là cũng một doanh gia. Dạ. Nếu không thì cũng là con nhà trăm anh thế phiệt. Dạ. Vâng ơi. Dạ. Ông gì tuyệt việt vậy mày? Dạ thì ông hỏi gì là có phải là gia đình giàu có học không á mà. Dạ. Dạ chẳng nói dấu gì với ông anh. À sao? Tôi đây á thì cũng chữ nghĩa đầy bụng. À. Từ đông sang tây. À. Nho Mỹ trắng, nho Mỹ đen gì tôi cũng thuộc lòng ráo hết. Vậy à. Ông anh á có muốn không? Hôm nay tôi chơi với ông anh cho tôi sẵn sàng tôi chơi xả láng với ông anh bữa nay. Ê trời trời. Dạ. Ba đòi chơi tao mày. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Ý của dì con á là muốn hầu chuyện. Dạ, muốn hầu chuyện với lại dạ. Hầu chuyện xã giao dạ. Với ba cái này. Dạ, dạ. Nấu cho ba nghe chơi thôi chứ phải chơi. Dạ dạ dạ. Ba nói chơi là xách cây ba đập tao. Không. Dạ. Trời ơi, tôi đỡ mày. Tôi nói vậy vậy đi. Tôi lỗi ạ. Bà chị bây giờ nói sơ cho tôi nghe vài câu thôi. Dạ, dạ. Bởi vì ông bà ta thường nói đó. Dạ. Đi ra một ngày đàn học sàng khôn. Trời bà chị cứ nói cho tôi mở rộng tầm mắt tôi ông tìm. Ông anh nói đúng ghê. À. Vậy chứ ông anh có nghe ông tổng thống Mỹ ông Kennedy có nói không? Nói sao? Tứ hải giai huynh đệ.
Trời đất ơi, nho này là nho của Trung Quốc mà ông tổng thống Mỹ nói gì? Bà chị có lộn không? Lộn đâu mà lộn. Ông anh muốn nghe do nho nho Trung Quốc phải không? Trời ơi, gì ơi gì? Coi chừng sọc vàng nho rồi cái gì? Rồi, dạ vậy chứ tôi hỏi anh nha. Ông Khổng Tử anh có biết không? Ông Khổng Tử không biết, nhưng mà chú tôi là Khổng Minh đó. Ông Khổng Tử ông có nói một câu như vậy. Sao? Đời là sẽ là vi, tình là sẽ là mua. Trời ơi, chắc ta độn thổ. Trời ơi, trời đất ơi, Khổng Tử là người Trung Quốc mà nói tiếng Tây. Trời đất ơi, sao vậy? Tiếng nói nho bằng tiếng Pháp. Trời ơi, anh ơi, ông Khổng Tử ông thông minh lắm. Vậy hả? Cái tiếng gì mà ông không biết? Trời ơi, vậy là anh chưa tới rồi anh ơi. Thôi được rồi, được cái chuyện này tôi để tôi nghiên cứu lại. Thôi bây giờ tôi hỏi bà chị vậy thôi. Dạ. Nói lẹ đi ha. Dạ. Bà chị có rành nho Việt Nam không? Trời ơi. Cười ba cười khi dễ. Trời ơi. Anh muốn thử nho của tôi á sao? Không, không bao giờ tôi dám thử nho của chị. Tôi muốn hỏi bà chị rành nho Việt Nam không thôi? Dạ nho Việt Nam. Vậy để tôi nói anh nghe câu này. Ồ, sao mà lên đi. Trời, nho Việt Nam mà nói gì? Là gì vậy? Trời ơi. Thì là Osama Baladi. Sampro Ankrak. Hả? Sampro Ankrak. Là cái gì ba? Má chơi xưa nho khủng bố, ta chơi nho di trùng. Trời ơi, kẻ di trùng kinh thang. Trời đất ơi. Thôi bây giờ vậy bà chị, để tôi đề nghị với bà chị chuyện này nha. Sao? Để tôi uống ổn lăng quăng. Trời ơi. Tôi đề nghị với bà chị là thôi giờ mình bỏ nho quốc tế, nho Trung Quốc, nho Mỹ gì đó nghe không? Dạ. Bây giờ tôi xin hỏi bà chị câu này, bà chị trả lời đúng, tôi phục bà chị sát đất. Ông anh cứ việc hỏi, em đang lắng tai nghe. Cái câu mà tôi hỏi đó là ai nói nghe? Dạ. Nhớ cái chỗ đó. Dạ. Ba hồi trống dục mồ cha kiếp, một giác gươm đưa bỏ mẹ đời. Ai nói? Dễ ợt vậy mà cũng anh hỏi gì đâu, chị không biết. Mà ai nói? Thiên cha thiên heo chứ ai. Trời ơi, chết bà nội tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, mày đừng. Dạ, tôi đây. Cái câu này là của ông Cao Bá Quát nói, mà bà nói của cha thiết heo. Trời ơi, con thấy gì hái nho đầy rổ rồi nha dì. Coi chừng dập hết nho của dì rồi đó dì ơi. Bà cũng kỳ quá à. Sao kỳ? Bữa nay tới để hỗ vợ cho con chứ đâu phải là thi chữ nho đâu. Mà bà cứ nấu qua nấu lại hoài vậy thôi. Thôi bà bỏ vô cái chuyện của bà. Thôi nói chuyện tránh đi bà. Tụi nhỏ nó nói cũng có lý tụi nó. Dạ. Bây giờ anh muốn qua đây để chi đây? Để có chuyện gì. Là tôi nói chuyện với chuyện nãy giờ mà tôi sao tại tôi nghi vấn quá. Sao vậy? Tôi nói chuyện với bà chị mà tôi không thấy má con bông đâu rồi. Dạ tôi nè. Dạ không, ý tôi gì? Nói á là má của con bông đi lên Sài Gòn. Dạ tự gì vậy? Tôi mới mua mấy cái biệt thự ở trên Sài Gòn đó. Vậy cho nên tôi nhờ bà chị, bà lên bà coi nhà giùm tôi. Rồi nếu mà được thì dọn lên chỉnh ở. Dạ ý tôi dạ, vậy. Dạ. Giàu quá. Giàu lắm trời ơi. Mua mấy biệt thự rồi ba nghe không? Dạ. Tôi mua dạ. Rồi bà chỉ có gặp má bông không? Dạ. Gặp không? Dạ có chứ. Có bởi vậy cho nên tôi mới nhờ chị lên để coi nhà giùm tôi. Cho nên tôi nãy giờ tôi cứ tưởng là anh hỏi má bông, cái tôi ngồi ở đây cái tôi nhận. Thôi vậy là tôi nghĩ rằng là chị ở bên Mỹ đó không? Chắc ở bên Hộp Trung Quốc á. Dạ. Chắc có lẽ bà chị cũng làm ăn khá giả lắm phải không? Dạ khá lắm anh. Và là vậy, mỗi lần mà tôi mua xe hơi đó là tôi mua tới mấy chục chiếc xe hơi. Trời đất ơi, mua mấy chục chiếc để làm gì vậy chị? Vậy tôi đổ đất vô tôi trồng hành tôi coi chơi vậy đó mà. Có nước bà chị trồng cần sa chứ trồng hành gì. Không được anh ơi, qua bển trồng hành trồng cần sa ta bắt chết được đâu. Nhưng mà thôi thì cũng nói cho anh biết là vậy,
Tôi ở Mỹ cũng được mấy chục năm nay rồi. Ở bên Mỹ mấy chục năm? Dạ. Có con cái gì không? Dạ thưa không. Tôi không có con cái, gọi là không chồng, không họ hàng, bà con gì hết. Trời đất ơi, không chồng mà chơi chi mấy chục năm chị chịu nổi hả? Dạ trời ơi, nói thiệt với anh tôi cũng đè nén dữ lắm anh ơi. Cái này đè mạnh lắm mới chịu nổi. Dạ, đó. Dạ tôi cũng đang ráng đây. Thì là cũng may sao mấy tháng trước tôi kiếm được má con bông. Thành thử ra là tôi mới định vậy. Sao? Anh thấy tôi cũng già cả rồi. Thành thử tôi định là sang hết tài sản cho con bông. Rồi tôi rước nó qua Mỹ ở với tôi. Trời đất ơi. Dạ. Vậy bà chị cho tôi biết giao hết tài sản cỡ chừng bao nhiêu vậy? Dạ đâu sơ sơ chừng mấy trăm triệu đô la vậy thôi. Ba. Ba sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Không sao, không sao. Không sao. Trời ơi. Vậy? Nghe vậy? Trời đừng mà giả tao. Trời ơi, mấy trăm triệu, trời tao nghe mấy trăm triệu tao chóng giác. Mà bây giờ hết rồi. Trời ơi. Sao? Nhưng mà nói thiệt với anh, kỳ này á, thì tôi ở Mỹ về á, tôi cũng định á, là kiếm tấm chồng cho con bông. Ủa vậy hả? Nhưng mà chán quá anh ơi. Sao bà chỉ chán? Không có cái đám nào coi cho ra hồn hết trơn á. Tôi chỉ sợ là nó lấy thằng chồng nghèo, rồi nó về nó bòn rút của. Cho nên á, kỳ này á, tôi phải chắc chắn làm sao mà kiếm cho nó được một thằng chồng phải giàu cỡ như tôi mới. Xin đỡ lời bà chị. Khi thương yêu với nhau đó là do hai con tim hòa chung một nhịp đập. Chuyện giàu nghèo đâu có thành vấn đề. Nhưng mà tiền có thể mua được nhà cao cửa rộng, vàng bạc và nữ trang. Nhưng tiền không thể mua được tâm hồn ở bên trong. Nhưng mà tiền có thể mua được sự giàu sang phú quý. Nhưng tiền không thể mua được hạnh phúc. Hay, ba ở đây hay quá. Trời nói thiệt với mày ghê. Trời ta, ta chữ nghĩa đầy bụng mà. Một kho chữ trong bao tử tao nè. Gặp dịp là tao tuôn ra. Gì ơi gì, con thấy bác hội đồng đây nói có lý cái gì. Thấy tiền bạc tao đâu có mua được hạnh phúc đâu gì. Nhưng mà không lẽ bây giờ tao lại gả mày cho thằng chồng nghèo như vậy? Ai nói tôi nghèo? Tôi cho bà chị biết nha, cả làng này đất đai đó là của tôi hết đó á. Còn nó bay mà đến đủ mình nó mỏi cái nó rớt lộp đó. Trời anh nói quá. Trời đất ơi nè, tôi nói cho bà chị biết, sở dĩ hôm nay tôi qua đây đó là vì tôi thấy con tôi làng trụi á nó thương bông. Rồi còn tôi á thì tôi thấy cháu bông nó cũng tôi cũng khoái. Hả? À không, gì bà? Tôi cũng để ý. Tôi cũng ưng ý tính tình của nó. Nên tôi qua đây là tôi tính tôi hỏi con bông này nè, cháu của chị cho một con tôi làm trụi. Dạ. Ông hay ý chị thế nào đi, chị đừng có la nữa. Trời ơi, có ai đâu mà đi hỏi cưới vợ cho con mà đi tay không ở đâu. Vậy mà chị hiểu lầm rồi. Làm sao mà tay không được bà chị? Tôi đã lo liệu sẵn sàng hết rồi. Đây bà chị, tôi cho bà chị coi. Có gì đâu coi. Đây, coi coi. Trời. Dạ. Đây nè. Nè chị coi nè. À, chị thấy chưa? Chắc chị không thấy ha? Không. Trời, con cứ móc ra. Ý ba muốn con móc ra để đưa cho bà chị thấy. Đó nè. Móc cái này hả bà? Đó, thấy chưa? Ồ, bà chị biết không? Tại tôi thương con tôi, chính tay nó móc ra để sao để tôi giao cho nó. Bà chị biết giấy tờ gì đây không? Giấy gì? Giấy tờ bất động sản. À. Đó, trong này nè, nhà, cửa, ruộng, đất, nghĩa là nói nhắc tắt xe, cộ, biển, núi gì trong này hết. Cái gì vậy? Núi. Ừ? Có biển núi trong này đó ba. Biển tao giấu mày đó. Tao sợ mày thấy tao giàu quá rồi mày xài phí đó. Tao mua biển mà. Mua biển nào? Biển Vũng Tàu. Ai bán cho ba? Trời đất ơi, ông Thành Thái bán cho ba 6.4 tỷ. Ba trả 30.000 trước đó. Thôi. Chừng nào mới trả hết? Thì trả chừng nào ông cho phép mà ông đồng ý điện đó mà. Rồi còn núi nữa. Núi gì nữa? Núi Sam Châu Đốc á. Ai bán cho ba? Trời ơi, không bảo đại. Cái này ông bán rẻ lắm, có 1 tỷ mấy à. Sao vậy? Rồi biểu ba giờ đi. Ba thấy giờ gì được thôi ba không mua. Đó, bây giờ vậy, nếu bà chị đồng ý với tôi, dạ, gả con bông cho thằng con tôi, thì tất cả tài sản tôi cho hai đứa nó hết, kể như đó là của hồi môn của vợ chồng nó. Đã quá. Ủa, hồi môn của con hả ba? Đó, mày cười. Nhưng mà, mày muốn có chuyện gì mà có đậu lại không? Không bao giờ tao đòi mày, chỉ trừ mày làm bậy thôi. Ủa? Cái kỳ vậy? Mày làm bậy tao lấy lại, nhưng mày có vợ giàu tao không lấy lại. Chỉ có dịp tao mượn tiền. Bây giờ bà chị nghĩ sao, đồng ý không?
Vậy dạ. Dạ thì thấy hai đứa nó nói vậy á thì thôi cũng tôi cũng hết ý kiến. Hết ý kiến vậy kể như xong hả bà chị? Thì thôi chị... thì tôi đồng ý đó. À trời ơi tôi mát ruột mát gan. Dạ. Nhưng còn nữa chị. Chuyện gì nữa? Đây không có gì. Tôi có gì có ý kiến này, mình người lớn với nhau. Mình người lớn thì ăn một đoạn nói một lời. À. Mà cái chuyện này đó thì đâu đó phải ra đó. Ý tôi tánh tôi lo xa thôi. Dạ. Cái gì cũng phải có văn tự, có giấy tờ hết. Bây giờ đây. Gì vậy? Đây là giấy tờ. Giấy gì vậy? Giấy này là giấy hôn thú của tụi nó đó. Kết hôn. Kết hôn đó. Dạ, dạ. Ừ. Chị bà chị chỉ viết vô đây mấy chữ để tôi lập tin thôi. Tôi đã ký sẵn rồi nè. Chữ kê là con gà nè. Dạ, dạ, dạ. Đó, vậy bà chị ký vô thôi. À. Ký hả? À, anh chờ chút. À, bà chị ký đỡ. Tao đâu có biết chữ đâu mày mà kêu tôi ký. Thì gì không có ký được thì gì lăn lại đi. Đây đây bà để xuống đây mà. Lăn hả? Được rồi, để thế để tôi lăn. Không phải. Trời ơi, gì cái gì? Cái gì trời là mất hồn. Là lăn tay đó. Trời ơi, lăn tay chứ đâu phải lăn mông. Trời ơi. Chỉ làm nó lem giấy hết. Dạ tử nó không nói rõ, nó nói lăn. Thôi được, đây chị lăn tay, tôi có đem đồ sẵn đây nè. Lăn tay. Lăn tay từ luôn đem để mà hôn. Đây rồi chị lăn vô đi. 10 ngón hả? 10 ngón đúng vậy đó, để nhẹ để nó nhẹ, leo. Nhẹ hả? Đó. Vậy được chưa? Được, đáng lẽ tôi kêu chị lăn 10 ngón cẳng nữa mà. Trời ơi, được rồi. Anh ơi, được rồi. Như bây giờ đã xong rồi. Xong xuôi hết rồi phải không? Bây giờ là chưa? Gì nữa? Bây giờ tôi tuyên bố. Sao? Trời. Dạ. Bông. Dạ. Nghe nói nè, bây giờ giấy tờ văn tự bà bác dạ, ba được chưa? Ba. Dạ ba. Ba với gì con? Dạ. Đã ký sẵn rồi. Dạ. Bây giờ ba long trọng tuyên bố là giao tất cả lại cho thằng Trụi và con Bông. Xong rồi hả? Đã quá, đã quá. Bà cho bà chị thấy vậy là xong chưa? Dạ xong xuôi cả rồi, coi như hoàn tất. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Còn câu này nữa tôi hỏi bà, nói với bà chị là kể như final. Dứt khoát. Dứt khoát, final là dứt khoát. Dứt khoát. Tao học tiếng Mỹ được con tiếng à. Final. Bây giờ tôi nói bà chị nghe. Thấy không? Làm xui với bà chị á. Tôi rất là bằng lòng và tôi rất vui. Tôi có thể nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. Dạ tôi cũng vậy. Chứ nếu trời bất dung gian đảng mà tôi làm xui với con mẹ tám nuôi heo đó nha. Nói thiệt với chị đi, có nước tôi độn thổ vậy. Hả? Bà chị để tôi nói. Trời ơi lời thật có nhiều khi cũng mít lòng. Thấy không? Mà tôi phải nói ra thôi. Tôi nói cho bà chị nghe nha. Cái con mẹ tám nuôi heo này người ta đồn nha. Bà có cái biệt danh là bà tám mỏ quạ. Hả? Đừng, bà chị đừng nóng. Mỗi lần bà nói chuyện với ai bà chu cái mỏ dài ra, bà muốn mổ người ta vậy đó. Cái thằng kia. Kêu mày đó. Kêu mày đó. Tao kêu mày đó. Trời đất ơi, ba cho mấy con. Gì vậy ba? Hãy nhìn rõ cái tao là ai đây nè. À, nói vậy Madonna đó là Madonna đi đi. Trời ơi, hôm nay hả? Mà tao không mổ mày thành cám cho heo ăn hả? Tao không phải là con tao mổ quạ mà. Trời ơi, đừng có cản tao, đừng có cản tao mày. Thôi rồi á. Trời ơi. Tao hiểu hết rồi. Dạ. Tao hỏi mày, cái sự kiện này xảy ra đó không? Có phải là mưu kế của mày không? Dạ. Mày nói tao nghe đi. Dạ. Thực ra mưu kế này không phải của con. Chứ sao? Con chỉ đồng lõa à? Trời, đồng lõa gì hết trơn trời á. Mọi sự đều là do nơi tao hết nè. Văn kiện giấy tờ đã ký xong, bút xa là gà chết. Trời. Mày hả? Bây giờ mình làm cái gì tao? Hả? Mình làm cái gì tao trời giờ ơi, đây? Hả? Trời ơi con chẳng mày có gắn không mày? Dì ơi, từ dì ơi. Trời ơi, ba ơi. Gì? Con nói ba nghe. Bây giờ thiệt ra là con với em Bông thương nhau quá cho nên mới là theo kế của dì đây để làm vậy chứ thiệt ra thấy là... chưa? Trời ơi, mày quá mày rồi không? Rồi bây giờ mày tính sao đây? Cái, ba, bây giờ ba thương con đi ba. Con về con thương em Bông lắm. Con muốn vợ lắm ba ơi. Biết rồi, tao biết mày muốn má vợ. Má. Muốn vợ lắm. Má có thương con không vậy má? Trời ơi, má làm ơn má giúp giùm đi cưng chứ còn không lôi con chết đâu, con không biết đâu à, con muốn chồng à. Trời ơi, con chồng mày cũng giật vừa thôi chứ. Trời ơi. Tao hỏi mày nè, mày là con của tao. Tao không thương mày á, không lẽ tao đi thương cái thằng cà già già ác kia hả? Tôi kỵ cái tiếng này nha. Ai mà tôi kêu tôi gà ác là coi chừng tôi à nha. Bà, tôi không có thích kêu gà. Thôi bà. Bà má một lần luôn. Con ba.
thương con không? Tao phải thương mày chứ. Đó. Ba nhường, ba nhường, nhịn, nhịn. Nhịn nào? Nhịn, nhịn đi. Thôi được rồi. Nhịn quá. Thôi được. Cũng gì hai đứa bay đó. Bây giờ tao nhường một bước đó. Đó. Trời ơi, người ta nhịn bước kìa. Ba tiến tới hai bước liền đi. Tao bước ba bước nữa đó. Bước dài đó ba. Đó. Đó. Chị. Chị. Chị xui. Má, gì nữa? Người ta bước tới hai bước rồi đó má. Bước dài ba bước luôn đi má. Được rồi. Đi nghỉ, đi nghỉ. Anh xui. Anh xui. Anh xui. Ôi trời ơi, gì vậy ba? Trời ơi, gì làm dữ quá vậy? Ba hất đít tao. Làm chi đó? À, chị muốn nói chi? Thì thấy tụi nhỏ nó vậy à, thì tôi bằng lòng đó. Trời đất ơi, đợi chị nói câu này tôi muốn đứng tim luôn. Trời ơi, nói chị bằng lòng phải không? Trời ơi, đã. Ừ, bà. Trời ơi, đợi tay à. Đợi tay. Bây giờ về nha, nếu bà chị có rảnh không? Bà rảnh không? Dạ rảnh chứ rảnh. Không có vậy hả? Dạ rảnh. Về sẵn đây tôi mời bà chị qua nhà tôi. Dạ. Rồi tôi dẫn bà chị ra làm sao làm bẫy. Dạ. Không không không, tôi làm bẫy con gà xếp hai. Dạ. Để tôi nấu cháo. Rồi tôi mời bà chị dùng với tôi. Dạ. Để hai người đứa mình ngồi bàn với nhau coi ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho hai đứa nó. Thôi được rồi. Giờ bà ba con ra chợ luôn mua gà đó. Thôi mày đi trước đi để tao có chuyện mà. Không được, ba đâu thì con nó mà. Không. Rồi nói giờ ba đâu trong liên mình đâu. Nhưng bữa nay mày cho mày đi đó. Đi đi mày hiểu ý tao một chút đi. Dạ. Dạ, con mấy con xin phép gì với ba đây cho con dẫn em bông vô bụi. Cái gì? Không. À vô buồn. Cái gì buồn? Ra sao? Ra sao? Đừng dẫn nó vô buồn các bạn. Cái gì với ba con tự nhiên. À, chị ơi, anh xui giờ tụi nhỏ nó đi hết rồi. Dạ. Và chị đưa cái đó tôi nắm đi. Cái gì? Cái bàn tay của chị đó. Để tôi dẫn chị đi, vì mình già cả rồi nha. Dẫn chị đi, chị chịu không? Trời ơi, già cả rồi. Ừ. Nắm tay bị người ta thấy kỳ cục, thấy mờ quá. Cái chị muốn sao? Vậy rồi cổng mẹ rồi đi. Cổng em tôi được. Dạ. Rồi cổng thì cổng. Ba say không? Còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ cũng vẫn đầu soi gương. Nho nhỏ cũng giống đuôi gà cao, em không đeo cái dài yếm đào, không quần lĩnh, không áo thè mới, tay cũng không cầm chiếc nón khoai thao, nhưng chân em đi đôi guốc cao cao. Guốc cao ha. Ôi giời ơi, hai cái thằng này làm gì mà chúng mày theo tao mãi thế hả? Chào em. Tước lạ sao quen mà làm gì dữ vậy? À, nói gần nói xa không qua đó thiệt nghe không? À bị anh thấy em đi chùa Hương có một mình anh nè, mà em vừa đi vừa hát vừa nhảy, trời ơi cho nó đẹp quá. Bởi vậy anh mới thấy em nhỏ xíu.
nhỏ xíu nên anh thương. Cái gì mà nhỏ xíu cha nội? Sao tôi thấy cái gì nó cũng bự hết trơn rồi vậy trời. Ôi giời ơi, cái thằng này mình nhanh nhở vừa phải thôi nhá. Mày bảo cái gì bự hả? Hả? Bự cái gì? Này, tao truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Sao? Tao không phải vừa đâu nhá. Mày bảo cái gì? Này, tao nói thật với mày, từ nhỏ tới lớn tao chưa có thấy ai mà nhìn tao mà dã man như mày nhá. Mày mà nhìn tao một phát nữa, tao nói thiệt mày, tao tán một phát thì răn môi mày lẫn lộn nhá. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chốt. Mày làm gì mà như người ta lấy dao người ta thọc tiếc mày thế hả thằng kia? Làm mất hứng rồi đó. Thế bây giờ tao bà hỏi thật chúng mày, bây giờ chúng mày muốn định làm gì bà đấy? Muốn đó. Muốn. Sao? Cả hai thằng cơ. Hai thằng luôn. Ôi trời ơi. Ôi thế này thì trời ơi, chết con mất rồi. Trời ơi. Thế hai thằng cùng lúc à? Một lúc luôn. Một lúc luôn. Thế thằng có dâu đấy, mày tên gì thế? Anh hả? Em. Khỏi hỏi. Nhìn cái tướng nó từ trên xuống dưới có tấc mấy à, kéo dài hoài cũng mấy tấc. Kêu nó lùng mã tử đi. Ô, cho nó lùng gọn mã tử. Không phải sao? Đừng có dội xét đoán bề ngoài nghe. Bên trong nhìn kỹ lại mới là quan trọng nghe. Trời ơi. Nè, cho coi nè. Trời ơi. Trời ơi, trước mặt đàn bà con gái mày làm gì thế hả thằng dở hơi? Cái này nè. Cái gì? Đó, thấy chưa? 7 lượng 8, vàng 24 carat, dài nửa thước. Dây chuyền à. Chưa hết. Còn gì nữa? Còn nữa. Còn cái này mới ghê nè. Dài mới dài thôi. Bự bằng mới lớn ha. Trời đất. Mà nó quan trọng vô cùng, không có nó không được nghe không? Coi nè. Rồi mày móc nữa. Thằng này sao mày thích? Điện thoại di động Nokia. Rồi đời mới nhất à. Điện thoại di động mày làm bà hết cả hồn nữa này. Tưởng gì em ơi, ba cái vàng của nó ngoài trời trời bán thiếu gì hả? Còn điện thoại bây giờ người ta cho free không à. Nói mày có gì mà bày bạc mày nói tao? Đứng yên đó, nói không nghe tin chứ. Thiệt à, không biết nói làm sao. Vậy à? Sao mày đốt tiền thế? Ê em, thường thôi. Mày nó điên rồi. Thằng này mỗi lần hút thuốc mồi 100 đô đốt chơi vậy đó. Buồn buồn ngày hút hai gói. Tự giới thiệu em, anh Bạch Công Tử. Trời ơi. Này ném về Bạch Tuột có chứ Bạch Công Tử gì. Gì mà tụ mày. Nhưng mà nó vẫn là Bạch. Còn anh, anh tự giới thiệu với em, anh Hắc Công Tử. Trời đất. Ô. Tử gì à? Thì ra là Hắc Bạch Công Tử danh tiếng lẫy lừng. Đúng vậy. Thế bây giờ cả hai cùng giàu thế biết chọn ai, thế thì có đứa nào chịu lấy tao không? Ai đu? Ôi dồi ôi, đu thì cũng đu nhẹ nhẹ chứ cả hai đứa mà đu mạnh lúc thế thì chết tao chứ. Thế bây giờ hai đứa đu lúc thì tao cũng biết đu đứa nào. Thế thì giờ cho tao hỏi này tí nhá. Hỏi gì? Hỏi em cứ hỏi. Xin phép phép tắc gì cưng. Mày nếu mà mày lấy tao đấy. Ừ. Thì mày cho tao cái gì? Nếu mà anh lấy em đó hả? Anh sẽ tặng cho em nguyên một con. Con gì? Con tim của anh. Trời, nói cho đàng hoàng. Mày điên à? Gì vậy? Mày điên à? Đâu có. Thằng dô. Gì vậy? Bây giờ ơi, tim nó bán một đồng cả rổ đấy. Bây giờ tự dưng mày đem mày cho tim. Rồi mày cho thế thì tao lấy làm con mẹ gì? Hả? Chứ vậy em muốn gì? Tao nói cho mày nghe. Tao không cần thằng chồng mà trái tim không tiền. Tao chỉ thích là một thằng chồng tư sản cơ. Đấy, có đây. Anh nói đây thiệt với em nha. Anh nói thiệt với em nha. Lấy thằng chồng tư sản làm gì? Lấy anh nè.
ngồi chơi không cũng sướng nữa. Em à, đừng nghe nó, ngồi chơi mà nhầm nhồi gì. Em mà lấy anh hả, về nhà nằm chơi không cũng sướng nữa. Ôi trời ơi, ngồi bắn nhầm cái gì, thích nhỉ? Ừ, thế lấy cả hai đứa thì ngồi nằm gì cũng sướng cả. Thế thôi tao xin lấy cả hai đi. Không được, không được à? Sao không được? Không được à? Được thôi. Không phải đâu, tại vì thầy bói xem quẻ cho tao á, thầy bói bảo là đường tình duyên tao sau này sướng lắm. Sướng là sướng sao em? Sướng sao? Sướng là có đến mấy đời chồng cơ, tha hồ mà hưởng. Không được em ơi. Không được. Lấy một đời thôi, một người thôi em. Sao đừng có tham quá lại vậy. Không được. Một người thôi em. Nhúc người, nhúc người thôi. Một đứa thế bây giờ cả hai đứa, đứa nào cũng tốt cả, tao biết chọn ai. Chọn anh đi. Ê, chọn anh đi, anh con ông cháu cha nè em. Còn anh á, anh là cha thiên hạ nè. Ê ê ê, mày vậy? Nói gì mày, mà nói cha ai mày? Ê thằng lùng, không biết là đứng yên. Ba hỏi mày, từ trưa tới bây giờ đó, mày có thấy ai á mà có tiền mà làm con thiên hạ chưa hả? Chưa. Ừ đúng rồi, sao hỏi thế? Nhưng mà cả hai đứa bảo là thương tao, nhưng mà tao đâu có biết đứa nào thật lòng đâu. Ngộ nhỡ chúng mày đem tao về rồi chúng mày đoạt cả của tao cả nghìn lượng vàng, thế chúng mày đi rồi thì chết tao. Trời ơi, em như vậy vàng ở đâu mà có cả ngàn lượng? Làm gì có ngàn lượng vàng. Trời ơi, thương nhỉ. Thương quá nhỉ. Mẹ, mặt mày sáng sủa sao rốt thế hả? Mày chưa nghe chữ nói à? Nói gì? Là chữ trinh đáng giá nghìn vàng đấy. Đây này. Đúng rồi. Còn Jin đấy. Vậy thì được. Jin là em. Còn Jin đấy. Thiệt ha. Thế bây giờ sao? Tao sao không em? Biết. Thôi thôi, bây giờ tao ra câu đố nhá. Ừ. Cả hai đứa tao không biết chọn ai. Thế bây giờ tao ra câu đố rồi. Đứa nào trả lời được thì tao tao sẽ lấy thằng đó. Đố đi cưng, đố đi. Thế đố chúng mày biết là người đàn bà đấy thích đàn ông cho người ta cái vừa to vừa cứng. Thế đố chúng mày biết là cái gì? Trời đất ơi. Em đố câu gì thấy ghê quá vậy em? Có cần như vậy không em? Cần chứ. Cần hả? Ừ. Vậy anh trả lời nghe. Trả lời đi. Biết không đó nha. Mày đứng qua đây đi mày. Mày làm bà đi. Mày nghe tao nói nè. Cái mà người đàn bà cần người đàn ông cho mà vừa bự vừa cứng đó, đó là đường gươm nguyên bá. Trời đất. Bảo kiếm của anh hùng. Trời ơi, rồi tới nữa. Ôi giời ơi, mẹ nó múa như hồ quảng. Đường gươm nguyên bá, trời bảo ơi. Kiếm anh hùng. Mày đến tuổi này mà bảo kiếm của mày nó cũng dĩ xét mẹ nó chứ còn gì mà bảo rồi. Kiếm. Thôi, biết đứng qua một bên đi trả nội. Trời ơi, đúng rồi, đường gươm nguyên bá, bảo kiếm anh hùng. Nghe ra trả lời nè, em. Cái mà đàn bà thích vừa bự vừa cứng của đàn ông cho đó là hột. Hột gì? Ê, không biết, đứng im đi nha, cản trở không à. Đó là hột xoàn, đúng không? Sau này tự dưng là lúc nãy ngu, bây giờ lại lòi cái thông minh ra rồi. Thế tao chịu người thông minh như mày đấy. Đó mày. Vậy còn anh sao cưng? Thì anh gì, anh dáng đi tìm cái đường gươm nguyên bá, anh đi tìm cái chỗ khác anh mài gì họ em. Trời ơi. Chứ mày vô trong mài đi. Thế em. Đằng em cho anh nắm bàn tay em chút. Ôi xíu. Ôi trời ơi, mới vừa quen lại xin nắm tay thì trong người ta thấy thì mắc cỡ lắm. Ừ, đâu có ai đâu, anh với em với thằng này lùng nó không thấp lắm, nó không thấy đâu em ơi. Trời đâu, đưa bàn tay cho anh nắm cái này nè. Đây. Ôi trời ơi, sao rung vậy? Nói thật nhá, từ xưa đến giờ chả có trai nào nó nắm, bây giờ mày nắm vào ấy, tự dưng nó giật giật thế nào. Thế thật tình thương tao hả? Thương chứ. Thế vào trong này nhá. Thế bây giờ đầu tiên gặp gỡ chả biết làm gì, thế ngồi chờ sơi với em miếng nước nhá. Sao sơi nước? Không phải đi hả? Không. Anh Lùn ơi. Bảo anh hả? Ừ. Thấy anh dễ thương đấy. Ừ. Nhưng mà lâu lâu anh có cái máu tàng tàng mát mát thế thôi. Nhưng mà em có con bạn dễ thương lắm. Vậy tính hả? Tình nó cũng giống anh lắm. Giới thiệu cho thế anh thôi đi. Hai anh ngồi đây chơi nhá. Được. Em giới thiệu con bạn em cho anh. Được á. Mà phải đẹp như em nghe.
đẹp bảo hơn. Đảm anh nó đẹp hơn em đi. Được lắm anh. Anh thấy anh sẽ thích ngay. Rồi rồi, rồi. Anh đi lẹ cho em. Anh ngồi chơi nhé. Đi lẹ nha. Ừ, em đi em đi em. Nhớ nha, tôi mỏng mỏng như em nha, đừng có bự quá nha. Nó mỏng hơn em luôn đấy. Lẹ nghe tôi. Trời ơi, rốt cuộc thì tôi cũng có vậy. Tưởng thấy không? Gì? Mày cũng tốn số dữ lắm mà. Ừ, lùng mà tốn số. Ừ. Ở ác như anh thế nào cũng mày á, cái gì trời ơi, cái gì vậy? Quánh cái lùng luôn. Mày ngồi im không? Hả? Nè, tao nói cho hai đứa bay biết nha. Tao canh tụi bay nhiều lần lắm rồi nghe chưa? Sao? Tụi bay á ỷ con nhà giàu ha, không có tiền có bạc ha, không đi vô dụ dỗ chọc phá con gái trong làng tao hoài ha. Bữa nay tao cho tụi bay một trận cho tụi bay biết mặt.